Xin chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng Typing Master Pro 10 để các bạn tập gõ 10 ngón nhé. Thì đây là bộ cài của Typing Master Pro. Các bạn thấy đây có setup, các bạn click chuột vào setup nhé. Yes. Đấy, các bạn cài lên. Chọn cái ngôn ngữ English. Rồi, next. Ok. Đó, các bạn chọn Accept và Next thôi. Các bạn có thể chọn cái Standard hoặc chọn School. Đấy, ok, chọn Standard ha. Ok, ở đây thì cái này là các bạn chọn là Type with Quick Face hoặc là chỉ có Typing Tutor thôi, cho người học thôi. Next tiếp nhé. Đó, Install. Ok, sau các bạn nhấn Finish. Rồi, các bạn có thể chọn cái tên của mình. Ví dụ các bạn đặt là mã sinh viên. Tên mã sinh viên. Ví dụ các bạn là PS. Bao nhiêu đó tùy mình ha. Đó, các bạn đặt mã sinh viên kèm tên. Còn cô thì, ví dụ của cô thì cô đặt là Hương TT chẳng hạn, đúng không? Đấy, ok, các bạn Enter. Thì đây là giao diện của cái phần mềm Typing Master Pro. Ok. Thì các bạn có thể chọn key. Đây, các bạn vào. Các bạn chạy lại nhé. Các bạn search để chạy lại phần mềm. Các bạn gõ chữ Typing Master Pro. Đấy, các bạn gõ. Ok. Và đây các bạn có thể enter license. Ok. Đấy, ở đây thì các bạn vào đây. Các bạn lấy cho cô cái license ha. Đấy, thì nhập là name. Đó. Đấy, name. Và sau các bạn nhập key. Đúng không ạ? Đây, key đây. Đấy, sau các bạn chọn enter. Đấy, verify. Đấy, accept nhé. Rồi, enter tiếp. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần cài đặt của Typing Master Pro. Bây giờ đến hướng dẫn học nhé các bạn. Đấy, các bạn thấy đây là có bên tay phải là có các cái menu, là các cái course. Các bạn có thể các bạn cứ start cái course để các bạn học từ từ. Đấy, đây các course. Và đây các key. Đấy, cái này hướng dẫn nhé các bạn. Đó, đầu tiên là hướng dẫn các bạn là gõ phím cơ bản. Ok. Thứ nhất là các bạn phải đặt tay đúng phím. Đặt tay đúng phím nhé. Đây. Đầu tiên bàn tay của mình ấy đặt đầu tiên là ở cái dãy ở giữa. Và cái ngón trỏ thì nằm ở phím G. Ngón giữa nằm phím K. Ngón áp út nằm phím L. Và ngón út thì nằm ở cái phím chấm họ, chấm phẩy. Tương tự cái tay bên trái cũng vậy. Ok chưa? Và ngón cái thì thường thường các bạn sẽ đặt ở dấu cách. Được chưa? Các bạn lưu ý cho cô nhé. Các bạn phải lưu ý như này nè. Các bạn phải đặt đúng vị trí. Đầu tiên thì mắt các bạn chưa chính xác. Các bạn cứ nhìn cũng được. Tạm thời các bạn mắt các bạn vẫn cứ nhìn bàn phím cũng được. Nhưng đảm bảo tay phải đặt đúng vị trí. Thì ở cái phím F và phím G thì nó luôn luôn có một cây G. Có một cây G, các bạn để ý là nó sẽ có cây G. Đấy, ở trên cái phím đó, các bạn đặt tay vào các bạn sẽ thấy. Đấy, đó là cái mà để cho mình biết được là cái ngón trỏ mình sẽ đặt ở ngón trỏ phải thì đặt ở phím G và ngón trỏ trái thì đặt ở phím F. Đó. Đầu tiên chưa quen thì các bạn phải đặt làm sao, tức là mắt các bạn nhìn, làm sao mình đặt cho đúng. Và sau đó thì các bạn di chuyển cái ngón nhé. Đây, di chuyển nào. Đấy, ngón trỏ thì di chuyển là từ G lên U. Và cái số trên cùng là số 7. Và di chuyển xuống dưới. Di chuyển xuống dưới là chữ M. Đúng không? M, G, U. Và cái số 7. Đấy, tiếp tục như vậy. Đấy, các bạn phải di chuyển đúng. Ok chưa? Rồi, xong các bạn có thể đặt. Các bạn nhìn là cách người ta đặt phím ha. Đấy, tiếp bài thứ hai. Đặt phím nào.
thì ngón trỏ thì nó sẽ đi từ G, U và số 7. Rồi M, ngón K thì nó sẽ đi là Y ngắn, số 8 và dấu, dấu này là dấu phẩy ha. Đấy, cứ như thế đặt các bạn đi theo đường chéo như vậy. Đấy, thế nó sẽ hướng nha. Đấy, hướng dẫn các bạn đặt nè. Ok, cách nè. Đó, đặt hem, đặt cái tay cho đúng. Đó, phím A thì nó ngón ấp út, đúng không? Các bạn gõ, được chưa? Ok, đấy, phím S là nó ngón, ngón phím S, ok chưa? Đấy, tiếp tục như vậy. Đấy, các bạn làm sao để các bạn gõ cho đúng ha, gõ cho đúng vị trí, ok. Và nó bây giờ giả sử các bạn gõ nè, cô gõ là A, A là ngón nó út nè, đúng không? À, space, rồi S, S viết hoa thì phải shift nha, shift S, à, ok chưa, space, để ví dụ như thế. Đây các bạn phải gõ đúng, gõ sai là nó báo lỗi à. Đấy, các bạn nhìn chữ gõ nha, đầu tiên là shift S, S này là S, S thường, rồi S thường tiếp, dấu cách, đúng không? Chữ D, dấu cách. Ồ, các bạn trước khi gõ Typing Master thì các bạn tắt cái các bạn tắt cho cô cái bảng tiếng Việt nhé. Đấy, tắt cho cô là tiếng Việt có dấu nè. À, đấy, đóng lại đi ha. Ok chưa? Đấy. Rồi tiếp nha. F nè. F. Ồ, nó bị dưới đây dấu cách nè. Rồi bây giờ đến F nè. F nè, space nè, thấy không? Ok. Tức là các bạn phải cố gắng gõ đúng. Bây giờ G nè. Đấy, các bạn đầu tiên có thể nhìn bàn phím. Nhưng mà các bạn phải gõ đúng cái tay của mình. K, K đúng ngón nha, space. Đó. Rồi chữ gì? L, L, space. Chấm phẩy, space. Lưu ý phải gõ đúng. A, S, space. Đó, D, F, space. A, S, space. D, F, space. Ok, kiểu như vậy. Đó, thì các bạn cứ tiếp tục ha. Rồi, các bạn cứ làm hết. Bắt đầu các bạn lưu ý nè. Trong mỗi cái bài tập thì nó sẽ có tính điểm, tốc độ. Ok, đấy, rồi. Thì các bạn cứ học theo từng bài nhá, chỉ khổ gõ nhé các bạn. Cô nhắc là các bạn mỗi lần các bạn làm thì các bạn phải là làm sao để các bạn đầu tiên phải mắt nhìn bàn phím, quan trọng là mắt nhìn bàn phím nhưng tay phải đặt đúng vị trí, đừng có thay đổi cái vị trí tay. Lúc đầu nó sẽ hơi khó khăn một chút nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Rồi sau khi học các bài xong thì các bạn thấy là có ở đây, có đây là course nhá. Đây các bạn, đây xuống đây. Các bạn có thể change course. Đấy, đây là lesson, có thể change course. Đúng không? Đấy, chọn các cái bài, đúng không ạ? Đấy, ok. Course. Đây, typing course nè. Rồi launcher nè, đấy, typing course. Nó sẽ có những cái bài course tương ứng. Ok. Đấy. Chọn các cái course tương ứng. Rồi, xong nhấn continue thôi. Đấy, nhấn continue thì nó sẽ có những cái bài, bài học tương ứng cho các bạn. Đấy, các bạn có thể có change course nhé. Đấy, change course. Đấy, change. Có những bài từ cấp độ dễ đến cấp độ khó. Và có những cái bài để gõ số. Ok. Đấy, có những bài để gõ số. Được chưa? Đấy, ví dụ như các bạn gõ đầu tiên là số 4, 5, 6, 7. Thì số 4 là cái phím F, là ngón trỏ, nó đi số 4. Số 4 là ngón trỏ đi số 4, số 5. Đến số 6, số 7 là cái ngón trỏ bên tay phải. Đó, ví dụ như thế. Họ hướng dẫn rất là cụ thể nhé. Đấy, bây giờ các bạn 4 là ngón trỏ bên trái. Ok. Rồi số 5 cũng ngón trỏ bên trái luôn. Đấy, số 6 là ngón trỏ bên phải. Số 7 cũng ngón trỏ bên phải luôn. Kiểu như thế. Ok chưa? Rồi, các bạn cứ học từng bài. Cố gắng các bạn đi theo từng bài một. Được chưa? Rồi, cô sẽ làm cái bài test thử nhé. Sau khi các bạn gõ quen bàn tay rồi, thì các bạn lưu ý là các bạn mắt từ đồng sẽ không nhìn vào bàn phím nữa. Được chưa? Đầu tiên các bạn quen tay đã, tay đọc đặt đúng vị trí nhé. Đó. Rồi bây giờ các bạn làm thử một cái bài typing test nào. Đây nhé. Ở đây là typing test. Thì bài này cô chọn các bạn khoảng 2 phút thôi. À, khi cho các bạn làm test, cô cho các bạn làm hai, gõ một bài 2 phút thôi. Ok chưa? À, sau đó cô chọn một cái bài bất kỳ. Giả sử cô chọn cái bài này chẳng hạn.
Đó, bây giờ cô start test nha. Đây, bắt đầu khi cô gõ phím thì nó mới tính giờ. Ok, này. À, giờ. Wow. Ok. Đấy. Astro. Ok. Drive from to. À, các bạn để ý là các bạn gõ sai thì nó sẽ không cho các bạn mất cách rồi á, nó không cho các bạn gõ lại nữa đâu nhé. Đấy, ví dụ như này, cô gõ sai nhé, em, chữ em cô gõ sai, cô cách cái lỗi cái là nó không cho xóa, không cho gõ lại nữa. Ok, các bạn chỉ còn gõ tiếp thôi. Lumen. Sai là nó không cho gõ lại nữa ha. Đó, ví dụ như thế. Đấy, nếu mà các bạn nhìn thấy sai thì các bạn phải gõ lại. À, xóa đi gõ lại ha. Đó. Rồi, hết giờ. Thấy chưa? Cứ để thế cho hết giờ thôi, không sao hết. Thì tính các bạn gõ từ đâu hay từ đấy đó các bạn nhìn nhá. Sau khi bài các bạn thành công, các bạn thấy là có bốn cái lỗi ha, các bạn next nè. Rồi tính điểm nhá. À, tốc độ của các bạn á là gross speed là 28 vuột trên 1 cái minute, tức là 284 trên 1 phút. À, độ chính xác là 92%. Và cái này là net speed là 26 vuột speed, và quan trọng nhất là lỗi các bạn khiến bốn lỗi lần á. Các bạn có thể view cái result này. Đấy, ở đây là các bạn có bốn lỗi nè, ok chưa? Rồi bây giờ cô sẽ nhập vào điểm, các bạn nhìn nha, cô sẽ nhập vào điểm nè. Điểm giả sử cô lấy một cái ví dụ thôi, cô nhập vào cái điểm giai đoạn một, ok nhá. Đây các bạn nhìn nè, cô lấy ví dụ thôi. Điểm tay điểm mắt này cô sẽ cho, điểm tay điểm mắt này là các bạn phải nhìn xem là các bạn nhìn có nhìn bật để bật tay đúng bàn phím hay không đó, và mắt thì có nhìn lên màn hình hay không, hay là mắt vẫn nhìn bàn phím, thì cái điểm này thì nó cũng tương đối nhé. Vậy các bạn coi độ chính xác nha. Rồi cái độ chính xác là mình coi nè, cái này accuracy các bạn mới 92% đúng không? Vậy cô sẽ nhập vào đây các bạn là 92%, thấy chưa? Đó, điểm độ chính xác là nó là 9,2. Rồi điểm tốc độ nè, tốc độ của cô là ở đây có hai loại điểm. Điểm tốc độ thì cô nhập cái điểm net speed là 26. 26. Không lấy net speed nha. Cô điểm 26. À. Còn đây là điểm số lỗi. Cái tốc độ này nếu là gì đấy ạ? Nếu cái điểm này mà lớn hơn 30 thì là 10. À. Có đúng chưa? Nếu cái này hát mà lớn 30 thì 10, còn nếu không thì nó sẽ bằng cái gì? À, rồi số lỗi đó nè. Số lỗi của mình là 4 lỗi, cô nhập 4 lỗi vào đây. Ok. Đó. Vậy là ở đây nó sẽ bằng cái điểm này chưa tính ra nè, cái điểm này nó là 10 lỗi đúng không? Rồi cái này nó sẽ tính cái gì đấy các bạn? Nếu lớn bằng 30 thì 10, còn ngược lại thì nó lấy cái hát 3 chứ, tại sao lại hát 9? Đấy, cái này là hát 3. Đấy, cái này là công thức nó đang bị nhầm một tí nha. Nó lấy chính cái điểm đó là hát 3 chia 30. Ok. Vậy cái điểm này là 8,6. Vậy là các bạn thấy là mấy con điểm này các bạn sẽ nhập từ bàn phím xuống, đúng không? Ok, cô sửa lại xíu nha.
Đấy. Vậy là các bạn được khoảng 8,7. Đó, và kết quả là đây. À, kết quả đây. Number. Đấy. Cái này là cô. Vậy là cô giả sử những cái mắt mà các bạn tốt, mắt 8. À, ví dụ cái này 8, điểm mắt, điểm tay 8 thì các bạn tổng điểm của bạn sẽ được 8,1. Đó, ví dụ như thế. Đấy. Thì các bạn lưu ý như vậy, đó là công thức tính. Thì đó là cách. Vậy khi các bạn gõ, khi các bạn làm bài kiểm tra thì các bạn sẽ nhận được kết quả từ cái Typing Master Go và các bạn lấy kết quả từ đây. Đấy, các bạn lấy cái net speed, lấy accuracy và lấy cái số lỗi thôi. Ok chưa? Đấy, và các bạn có thể luyện. Đấy, sau đấy thì các bạn có thể luyện tiếp những cái bài khác có con số. Và các bạn luyện thì có thể để bao nhiêu thời gian cũng được. Nhưng mà nếu như mà các bạn thi thì cho các bạn thi khoảng 2 phút thôi, không cho các bạn thi nhiều. Ok chưa? Lưu ý nhé. Đấy, vậy thì để học cái này, các bạn lưu ý cho cô nè. À, các bạn có thể là vào các course các bạn học nè, có thể vào các game để các bạn chơi thử cái game để gõ gõ phím, đúng không? Vì cái này L là có L hóa thì là Shift L nè, đúng không? Rồi Shift R nè, Shift F nè. Đấy, số 5 Shift R thường nè, Shift R nè, đúng không? Số 5 nè. Đấy, chữ y hoa. Đấy, các bạn cứ luyện như vậy thôi. N, C, R, L, E, P, G, I, F, D, P, B. Ví dụ như thế. Ok. Đấy, các bạn cứ gõ như vậy. À, và nó có tính tốc độ nữa nhá. Đầu tiên thì các bạn cứ gõ từ từ. À, đầu tiên thì các bạn gõ từ từ thôi. À, sau này thì các bạn sẽ gõ tốc độ nhanh hơn. Và cái bài test để tính điểm là bài này. Và các bạn yên tâm nhé, cô thi cũng cho các bạn thi ở trên này. Đấy, cô sẽ chọn một trong những bài này cho các bạn làm bài thi. Ok chưa? Đấy, và cô đã hướng dẫn xong cái phần mà các bạn gõ Typing Master Pro. À, nếu có cái gì mà không rõ thì các bạn có thể liên lạc inbox để hỏi cô nhé. Rồi, chúc các bạn học tốt.